Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo tin bão mới nhất, bão số 4 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào trưa hôm qua. Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, cơn bão số 4 đã đổ bộ vào thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào khoảng 12 giờ 30 ngày hôm qua, với sức gió 85,8 km/h ở tâm bão, khiến 35.000 người dân địa phương đã phải sơ tán. Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, các khu vực của Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa 250-350mm. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để kiểm soát bão lũ, đồng thời cử một đội công tác đến Quảng Đông để hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão tại địa phương. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, trong những ngày tới, lượng mưa dông và mưa lớn sẽ tấn công một số khu vực phía nam của sông Dương Tử ở phía nam của Trung Quốc. Bão số 4 sẽ suy yếu dần sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc và sau đó di chuyển ra biển từ phía đông của Phúc Kiến vào đêm mai. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư của tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ lụt kinh hoàng này. Nước lũ lao tới rất nhanh, đã nuốt trôi nhiều ngôi làng trên đường đi mà lũ đi qua và một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, vào sáng qua tại Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống, chặn đứng dòng sông Tiêu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba, châu Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên cho biết, các đập nước bị vỡ và tràn ra hướng xuống hạ lưu, nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 25.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng, trận lở đất đã xảy ra vào lúc 3 giờ hoặc 4 giờ sáng, khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng nhắc nhở nhau kịp thời di tản, sau đó lở đất dẫn đến đập nước bị phá hủy và gây ra ngập lụt cho ngôi làng. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi, cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài ra, Mai Long Câu, các ngôi làng khác ở vùng hạ lưu sông Tiêu Kim Xuyên cũng bị thảm họa bởi vỡ đập nước. Các nhân viên công tác Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng đập tràn nước khiến các con đường trong khu vực Lạn Thủy Loan bị gián đoạn. Một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Loan. Đến 12 giờ thứ năm, tại đập Mai Long Câu về cơ bản đã ổn định, nhưng nước bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã bị cuốn trôi những ngôi nhà, phá hủy những con đường của làng. Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km. Nhà máy điện Mai Long Câu đã bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu cũng đang gặp nguy hiểm. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải, khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt. Từ trên đỉnh núi, đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn đang ngủ. Dưới đây là một số video được đăng tải bởi cư dân mạng sau khi thảm họa đi qua. Vào lúc 3 giờ 40 sáng ngày hôm qua, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 25.000 người khác được di dời, tuy nhiên có hai người đã bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía tây nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến các ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 13 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá, 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba Tứ Xuyên vỡ, khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, An Nương Câu, châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ đi qua. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn hai người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào ngày 18 rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông chính của địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp ảnh, những bức ảnh gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở khu vực bị thiên tai thì lại bị bỏ qua. Quý vị thân mến, thiệt hại lũ lụt ở tỉnh Hà Nam tăng chóng mặt, khiến Trung Quốc phải mở cuộc điều tra toàn diện
vừa qua Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập nhóm đặc trách để điều tra về đợt mưa bão, lũ lụt kỷ lục khiến hơn 300 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc. Nhóm sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, khoa học và trung thực về ứng phó thiên tai để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai và trừng phạt bất kỳ trường hợp nào lơ là nhiệm vụ. Các chuyên gia nói rằng một cuộc điều tra đáng tin cậy là rất quan trọng để trả lời câu hỏi của người dân và xây dựng loại uy tín của chính quyền địa phương. Hoàn Cầu Thời báo dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết trong cuộc họp báo hôm vừa qua rằng số người chết đã tăng vọt lên hơn 300 người, hơn 50 người mất tích, trong số đó 190 người chết do lũ lụt, hơn 50 người thiệt mạng do nhà sập và 39 người thiệt mạng do lở đất. Trong các trường hợp tử vong, vụ ngập lụt ở một tàu điện ngầm khiến 20 người thiệt mạng và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh-Quảng Châu khiến 10 người thiệt mạng, đã nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau thảm họa, một số người đặt câu hỏi liệu dự báo thời tiết, dự báo mưa bão có được chú ý đầy đủ hay không và liệu ứng phó thiên tai có thể được xử lý tốt hơn để có thể tránh được một số trường hợp tử vong hay không. Chủ tịch tỉnh Hà Nam ông Vương Khải cho biết tại cuộc họp báo rằng lũ lụt là một thách thức lớn và cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, đồng thời cam kết sẽ rút ra bài học từ thảm họa và tăng cường kiểm soát lũ lụt quản lý đô thị. Thảm họa mưa bão, lũ lụt ở Hà Nam được cho là một trong những sự cố chết người nhiều nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây. Sau khi tàu du lịch Esther Stad bị lật chìm ở sông Dương Tử, khiến gần 400 người chết và hơn 50 người mất tích. Các báo cáo điều tra dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa như cảnh báo trước, lập kế hoạch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó, cũng như đề cập đến các trường hợp tử vong trong thời gian ngầm. Vấn đề được công chúng quan tâm nhất, nước đã làm ngập tuyến số 5 của tàu điện ngầm Trịnh Châu, một trong những tuyến tàu nhộn nhịp nhất thành phố, buộc tàu phải dừng giữa ga đường Sa Cao và ga Hatani. Hơn 500 hành khách trên tàu bị mắc kẹt trong vùng bị ngập nước đến cổ trong gần 4 giờ đồng hồ, hơn 10 người chết sau khi mưa xối xả làm ngập tàu điện ngầm. Thảm họa bất ngờ nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp những thảm họa thiên nhiên mà chúng ta hiếm khi trải qua và không nên đánh giá thấp các cuộc diễn tập liên quan cũng như phản ứng nhanh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Giáo sư Họ Trương từ Đại học Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu Thời báo. Mã Tuấn, Giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, nói rằng lũ lụt ở Hà Nam đã bộc lộ những cơ sở trong quản lý hành chính, xây dựng những kiểm soát lũ lụt. Suy ngẫm cho tương lai, các thành phố khác ngoài Trịnh Châu cũng bị thương vong trong bối cảnh đô thị bị ngập úng. Thành phố Tân Hương ở phía Bắc Trịnh Châu trên bờ bên kia sông Hoàng Hà, nơi một số ngôi làng vẫn còn bị ngập lụt, đã ghi nhận 17 người chết và 9 người mất tích, 2 người chết ở thành phố Bình Định Sơn và 1 người chết ở thành phố Lạc Hà. Khoảng 16,7 triệu người tại 158 quận ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, trong đó 1,86 triệu người phải sơ tán, khoảng hơn 90.000 ngôi nhà bị sập, 1,35 triệu hecta đất canh tác bị ảnh hưởng, trong đó 295 hecta bị tàn phá hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các trận mưa như trút nước, lũ lụt và ngập lụt lên tới 119,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 22,7 tỷ USD. Các nhà phân tích cho rằng Hà Nam, nơi thường xuyên bị hạn hán trong quá khứ, không có nhiều kinh nghiệm để đối phó với lũ lụt bất ngờ và những trận mưa như chút nước như một số thành phố miền Nam của Trung Quốc. Nhưng những nghi ngờ của cư dân mạng đã khiến chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Các cảnh báo đã được chuyển đến người dân đầy đủ chưa? Hệ thống giao thông có bị đình trệ kịp thời hay không? Các kế hoạch khẩn cấp cho hệ thống ngầm có được thiết kế tốt không? Thành phố bọt biển với vốn đầu tư khổng lồ có phát huy tối đa công suất hay không? Chính quyền Trịnh Châu có phải đưa ra câu trả lời? Ông Cao nói, nhấn mạnh rằng những phản ứng này rất cần thiết cho cải tiến trong tương lai. Cuộc điều tra về sự cố chưa từng có do mưa bão, lũ lụt gây ra cần phải thực tế, có hệ thống và toàn diện, đồng thời trả lời chi tiết các câu hỏi của chính công chúng đưa ra. Ông Vương Hồng Vĩ, giáo sư trường chính sách và hành chính công Đại học Nhân dân Trung Quốc nói với Hoàn Cầu Thời báo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.